Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thầy Di đây, tiếp tục với series đó chính là Thời Lúc Đại Chiến nha anh em ơi. Hôm nay có code mới. Rồi, link tải sẽ để phía dưới phần comment cho anh em nhé. Code mới xem nó có cái gì nào anh em ơi. Thần Thú Đại Chiến à. Đây, Thứ Đại Chiến đây. Có thông tin mới tổng kết sự kiện chiến boss Mega cái con bọ ngựa anh em. Code này nó sẽ hạn dùng tới 17 tháng 9, anh em hãy nhập nhanh cho mình nhé. Ấn vào đây, ấn vào giúp code, ấn vào đây. Rồi, chúng ta có thêm 500 kim cương. Nhìn cứ tưởng là 5.000 kim cương anh em ạ. Tôi cứ tưởng là 5.000 kim cương cơ, nhưng không phải. Nhận, tặng. Rồi, ok anh em. Tiếp theo thì chúng ta sẽ ấn ăn phúc lợi nhé. Chúng ta sẽ ăn thẻ tháng, ăn tiệc Pokemon. Dĩ nhiên rồi, chúng ta sẽ ăn bù và ăn tối luôn nhé. Đấy, như thế này là cực kỳ là hợp lý dành cho mình rồi. Rồi, đã xong. Quà cấp độ, trao đổi mảnh. Mình lấy mảnh gì đây? Mình chẳng cần mảnh gì trong ngoài cả. Đang có lễ hội Carnival mùa hè anh em nhé. Nhưng mà trước hết tôi sẽ đi làm cái nhiệm vụ bên này đi. Nhận kho báu đúng không? 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, đã nhận xong. Chúng ta sẽ quyên góp và xây dựng gui. Ok. Nhận full xu luôn. Nhận quà đây luôn. Đã xong. Ra đây. Chúng ta sẽ nâng cấp bất kỳ một cái Pokemon nào đó khoảng 3 lần anh em nhé. Là được. Nâng con nào đây? Mấy con nào có thể lên được không? Lên được cấp mấy nhỉ? Lên được 76 anh em ạ. Đây. Ồ. Chúng ta sẽ vượt cái phụ bản hàng ngày một lần. Ok, mình phải làm cái này anh em ạ. Không làm không được. Từ từ cho tiếng nó nhỏ đi tí á. Tiếng nó hơi to. Mình đã tắt rồi. Ok. Cho quét cái này đi. Phụ bản vàng, phụ bản SP. Đấy, quét hết nhá. Rồi, bên này mình sẽ quét hết sạch. Ok luôn. Đã xong. Bên này là phụ bản mảnh. Ok, chúng ta sẽ bỏ qua hết mấy cái này nhé. Tiếp tục có thách đấu bên này. Thử thách này. Đó. Thắng hết rồi nha anh em ơi. Chúng ta thắng hết xong rồi. Bây giờ mình sẽ đột phá mấy con level thấp rồi thôi. Đấy, ví dụ mấy con này này. Đột phá được mà nhiều. Thế này nó sẽ cũng sẽ thế. Cũng sẽ quét và đột phá luôn. Đấy, ok. Đột phá luôn anh em. Đúng rồi, Mega Rayquaza. Chúng ta rút thẻ Pokemon 3 lần gì đấy à. Miễn phí này, 1 này. Ok. Tôi có rất là nhiều thẻ ở đây nhá. Rất là nhiều thẻ để thâu mà rút anh em ạ. Anh em muốn rút bao nhiêu thì cũng đều thì có thể rút được. Thế thôi. Ok. Rồi. Tiếp tục còn rút thêm nhá. Chúng ta rút bao giờ đủ cái kia mình thì thôi anh em ạ. Là xong. Thêm 10 lần nữa là xong. Đấy. Ok luôn. Ok con dê luôn. Đấy. Chúng ta đã xong anh em. Bây giờ thì chúng ta sẽ rút cái miễn phí một lần. Đó, ok. Sức phẩm thì cũng như vậy. Rồi. Cho rút xong thì mình sẽ ai dám đánh nhau với tui bên này. Lực chiến mình là hơn 300.000 thì mình hoàn toàn đấm cái này thoải mái. Thêm 5 lần nữa. Xong luôn. Vẫn cố điểm để lấy cái con này. Orientisto. Mỗi tháng một lần. Nâng cấp cái kỹ năng mạnh mẽ. Ok anh em. Yeah. Let's go. Chúng ta sẽ vào và đập nó thôi còn gì nữa đúng không? Còn đợi chờ gì nữa đúng không?
Chúng ta sẽ chặt không khí, kết hợp kẹp nặng, bọ ngựa đằng sau, nâng cấp kết. Rồi đã sau. Bây giờ trang trí sáng bóng đi. Trang trí sáng bóng à? Đây đây, trang trí cái này nhé. Tăng nhanh luôn, 5 cấp luôn. Ok, cho sẽ mua vài ống năng lượng, 1 2. Ta mua thêm ống năng lượng và thử thách cái ưu tú à. Đã xong nhá. Thử thách ưu tú của tôi xong rồi anh em. Đã xong thử thách ưu tú rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Bây giờ sẽ làm gì đây? Cho sẽ nhận tất cả đều đi. Không thì sao? Đấy. Rồi anh em. Let's go. Let's go. Chúng ta sẽ nhận hết cái phần quà này là điều dĩ nhiên rồi. Chắc chắn 100% là phải nhận tất cái đống tất quả đống quà rồi anh em. Ok, rồi chúng ta nhận thêm cả cái này nữa. 60, 40, 20. Ổn áp nhỉ. Ok, chúng ta sẽ nhận cái quà nhá. Và chúng ta sẽ có thêm ít vàng, ít đấy cái thứ đó là xong. Carnival 7 ngày sự kiện Carnival mùa hè. Cái này làm kiểu gì? Cái này có thể chơi được anh em. Sự kiện mùa hè tôi đang chơi dở. Tôi sẽ chơi sự kiện bãi biển nha. Vẫn đang chơi, cái này khá là thích. Khá thích để chơi cái sự kiện này. Không biết anh em nào tôi thấy ổn. Ok, let's go. 3, 2, 1. Nhờ Lucario đấu đầu với Lucario anh em ạ. Hơi mạnh nhá. Nó tưởng ra ngoài anh em ạ. Thông minh đấy. Ngáo ấy. Có ra ngoài đâu. Mấy cái không hề ra ngoài anh em ạ. Mấy cái không hề ra ngoài. Nhẹ nhàng. Thắng lên. Không phải lúc nào cũng cần phải lao lên thật mạnh đâu anh em. Chúng ta lao lên một cách từ từ. Chúng ta vẫn sẽ chơi cái mạnh này nhá. Chơi cái mạnh này là được. Đạt 3 điểm để giành chiến thắng. 3, 2, 1. Đúng rồi. Jinglytuff. Nhanh đấy. Có vẻ mạnh. Có vẻ mạnh. Ok, có mẻ mạnh. Úi giời. Tại sao tôi có thể để nó chết một cách như thế nhở? Bỏ nhỏ anh em ạ. Ui, bỏ nhỏ hay thế. Mày bỏ nhỏ hay thật. Hơi xa. Rồi. Không cần phải nhảy lên đâu anh em. Ôi dồi ôi. Và đấy là thường là chết đấy anh em nha. Ra ngoài rồi. Ô. Thằng này nó đánh hộ mình luôn. Có một chiêu nữa cơ mà. Đấy rồi. Thắng nhẹ nhàng nhờ. Nhẹ nhàng. Tấn công đối thủ rất hay. Tấn công đối thủ một cách rất hay luôn. Ơi chà chà. Đấu đi bạn ơi. Có chiêu ca ha. Có chiêu ca. Uầy. Quả đấy mà không sang lừa gôn là mình thua nha. 2-2-2. Vừa tầm. Rồi chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào anh em.